Nguyên nhân bị chuột rút và cách khắc phục hiệu quả. Ít nhất một lần trong đời các bạn cũng đã từng bị chuột rút với cảm giác rất là đau và khó chịu, đặc biệt là những phụ nữ mang thai này, những người lớn tuổi, các vận động viên hoặc là những người có cơ địa bị thiếu hụt dưỡng chất. Vậy thì nguyên nhân là gì vậy? Có rất nhiều nguyên nhân và chúng ta phải kể đến những nguyên nhân chính như sau. Đầu tiên đó chính là bị thiếu canxi nha, khi đó sẽ làm cho các cơ của mình bị co cứng và rất dễ bị chuột rút. Thứ hai là thiếu nước sẽ dẫn đến mất cân bằng điện giải trong cơ thể, khiến cho các cơ bị co lại và dẫn đến hiện tượng bị chuột rút. Các bạn có thể thấy một số các vận động viên khi mà hoạt động ở ngoài trời nhiều, họ bị ra mồ hôi, mất nước và mất muối khoáng. Từ đó là nguyên nhân gây ra những cơn co cơ và bị chuột rút. Thứ ba là thiếu khoáng chất, ví dụ như là magie, kali này thì cũng sẽ dễ bị chuột rút nha, bởi vì cũng bị mất cân bằng điện giải nhé. Thứ tư là thiếu oxy đến các cơ. Hiện tượng này xảy ra khi các bạn vận động quá sức, khiến cho lượng oxy đến các cơ bị giảm đi nha, làm cho cơ của mình bị co cứng và bị chuột rút. Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác như là căng thẳng này, lo lắng này, hoặc là bị suy giảm hệ tĩnh mạch ở chân nha. Có đến 70% số lượng người bị chuột rút vào ban đêm do bị suy giảm hệ tĩnh mạch ở chân đó. Các bạn ơi, để tránh bị chuột rút thì chúng ta có thể thực hiện theo những cách sau đây. Thứ nhất là chúng ta cần phải uống đủ nước nè. Thứ hai là khi mà tập thể dục thì mình cần khởi động kỹ nha, và đặc biệt là tập vừa sức mình thôi nhé. Và cuối cùng là đừng quên ăn uống và bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất nha. Đặc biệt những khoáng chất như là canxi này, kali và magie thì chúng ta có thể bổ sung bằng những thực phẩm tự nhiên, hoặc là những viên vitamin tổng hợp thì cũng rất là tiện lợi. Khi sử dụng những loại này thì các bạn đừng quên kiểm tra hàm lượng và thành phần của nó nha. Nếu như bạn nào chưa biết thông tin liên quan đến hàm lượng và thành phần các bạn có thể chụp hình gửi qua để cho Nhi xem giúp cho các bạn nhé. Nên tin rằng chỉ có các bạn mới hiểu rõ được cơ thể của mình đang gặp vấn đề gì, bằng cách là hãy lắng nghe nó và tìm biện pháp kịp thời trước khi quá muộn nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều người để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nhé. Cẩm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.